Và có nhiều đồng bào thắc mắc hỏi đến giống là trường nào Đảng Cộng sản Việt Nam mới bị giải tán. Kính thưa đồng bào thân mến, câu hỏi này tôi đã trả lời vài lần lúc trước lâu rồi. Đó là do chúng ta quyết định. Tại sao do chúng ta quyết định? Tức là ngày nào chúng ta cùng nhau sốt sắng, nhiều người nhập cuộc, đồng hành cùng Thánh Gióng chúng cháu để làm việc. Càng nhiều, càng sớm thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam sẽ lùi vào bóng tối càng nhanh. Đảng Cộng sản đây có nghĩa rằng là Đảng Cộng sản, Trung Cộng, Tàu Cộng và Việt Cộng. Chứ không phải chỉ có một đảng, chúng nó là Việt Cộng, Tàu Cộng và Trung Cộng. Ba thằng cộng này nguy hại vô cùng. Chúng nó là quỷ quỷ rau xanh, rồi quỷ tham sân si, rồi quỷ tham nhũng hối lộ, rồi quỷ lười biếng, rồi đồng bào ơi, quỷ rau xanh, quỷ sân si, quỷ lười biếng, quỷ ham danh lợi, chúng nó ác độc nguy hiểm và bẩn thỉu dơ dãi lười biếng vô cùng. Tùy chúng ta, Thượng Đế ban cho chúng ta tất cả những phương pháp cần thiết để làm. Vấn đề là chúng ta có làm hay không thôi. Đồng bào cứ nghe chương trình rồi theo dõi rồi này kia rồi các cái rồi đồng bào đã hầu hết là chưa nhập cuộc, chưa làm bổn phận của mình. Thế thì đồng bào hỏi Thánh Gióng chúng cháu là chừng nào bọn cộng sản mới lui vào bóng tối? Thì câu hỏi này là đồng bào tự trả lời đi. Đồng bào nghĩ là còn phương pháp nào khác, còn ai có thể tin tưởng để mà làm việc này cùng đồng bào? Thưa đồng bào hãy tìm ra một một tổ chức nào, một nhân vật nào có những phương pháp nào quý giá và đầy đủ sức mạnh để dẹp bọn cộng sản ra khỏi lãnh thổ và lãnh hải đất nước Việt ta. Thì đồng bào hãy giúp người đó, và chính Thánh Gióng chúng cháu cũng sẽ, tôi nói xin lỗi, tôi thến trời ơi, tôi cúi đầu nữa làm ơn chỗ tôi phụ một tay, làm ơn giùm để tôi khỏi bị nhục nhã, để tôi khỏi bị đau khổ với chính tôi, bởi vì dân tộc và đất nước chúng tôi đã và đang bị cấu xé, hành hạ, hãm hiếp, trấn áp, tàn nhẫn ác độc lắm. Đồng bào có biết là những người mà đấu tranh vì tự do của mình bác ái, thí dụ như là điếu cày hay là nhiều nhà kêu bằng bất đồng chính kiến đó, ở Việt Nam, đồng bào biết khi mà đồng bào thấy hình ảnh khi mà họ ra tòa, khuôn mặt của họ, cái hồn của họ, đồng bào thấy con mắt của họ, tôi thấy mà tôi đau thắt con tim của mình, nhất là cặp mắt của anh điếu điếu cày đó, cặp mắt anh đó, trời ơi tôi nhìn mà tôi chịu không nổi. Rồi có những người trẻ họ tuyên bố rất là dõng dạc, mà đau khổ nhất là tôi nhìn cặp mắt của anh điếu cày, anh nói tôi chỉ làm cái việc mà tôi yêu thương quê hương đất nước tôi, yêu thương đồng bào tôi thôi. Thế sao, tại sao mà cái bọn khốn nạn này nó đàn áp, nó bắt tôi, nó hành xử tôi như thế này? Đồng bào tôi đâu? Đồng bào hải ngoại tôi đâu? Đồng bào ơi, cuộc chiến Việt Nam chúng ta thua là bởi bọn tài phiệt quốc tế, bọn cộng sản Nga Xô, bọn cộng sản Tàu Cộng, bọn Trung Cộng và bọn cộng sản, không phải cộng sản, bọn bị mắc mưu cộng sản là bọn Hồ Chí Minh, cũng như bọn tài phiệt quốc tế nó đã cấu xé đất nước chúng ta, và chúng ta đã thua. Thua là bởi vì thế giới bên ngoài chứ không phải là tại đất nước chúng ta. Giờ đây chúng ta được ra đi hải ngoại là do sự ban cho của ông trời, cho ra ngoài để học hỏi, học đời, học đạo. Thì bây giờ chúng ta phải nhập cuộc chứ. Tôi đã chụp được những hình ảnh này, tại sao không phải là những giống dân khác, những người khác, mà chính tôi là người chụp được, có chứng minh đàng hoàng, nhiều người chứng giám. Rồi đồng bào đâu? Bây giờ đồng bào chỉ cần nhập cuộc với tôi, đồng hành với tôi, làm việc thì nhanh lắm,
tất cả 10 việc đồng bào cứ làm, mấy hôm nay đồng bào cứ để tôi mình tôi làm, chỉ có một số ít người phụ thôi, không được. Chúng ta phải có nhiều bộ, nhiều ban, chúng ta cần có ngân sách, cần có nhân lực, chúng ta cần thông báo cho cả thế giới được biết về những phép lạ này, cũng như về những việc làm của chúng ta, mục đích của chúng ta. Chúng ta phải cho họ biết chúng ta đã và đang làm gì. Nhân lực đâu, tài lực đâu, ngân sách đâu? Thưa đồng bào, ngày xưa khi mà xung trận đánh giặc, tôi yêu cầu những gì tôi yêu cầu thì vua nước Việt, đời vua thứ sáu, vua Hùng Vương cũng như đồng bào đáp ứng mọi thỏa đáng để cho thánh gióng chúng cháu làm việc. Nhưng mà phải cần tới 5-7 năm thì đồng bào mới, phải mười mấy năm chứ đồng bào mới thức tỉnh, mới chuẩn bị sẵn sàng. Tại vì từ 3 tuổi là đã lên tiếng rồi, điểm cha trời ban xuống là đã mở miệng nói rồi, yêu cầu những gì mình cần có để làm việc. Và cần tới mười mấy năm sau thì mới có đủ tất cả những phương tiện của vua Hùng Vương thứ sáu và của đồng bào, phải nói là cung cấp cho đầy đủ phương tiện để làm việc. Nhưng mà cần tới mười mấy năm, xin lỗi đồng bào nhé. Vâng, thưa đồng bào, cần mười mấy năm sau thì vua Hùng thứ sáu và đồng bào chúng ta thời đó mới đáp ứng thỏa đáng nhu cầu mà thánh gióng chúng cháu đã yêu cầu. Tức là phải kiếm một con ngựa thật là khỏe mạnh, mực bực nhất, mạnh nhất, bự lớn nhất, và phải có áo giáp cho con ngựa, và đồng thời phải có một thanh, một trượng bằng thép chắc này kia rồi cái, và đồng thời phải có những áo giáp cơ bằng lớn ngon lành này kia rồi các cái để cho thánh gióng mặc vào để làm việc. Nó là những phương tiện cần thiết nhất cho một chiến sĩ xung trận thời đó, chứ không phải là đem ngựa sắt tới rồi phóng lên rồi cởi rồi phun lửa, không phải vậy. Tại thánh gióng tiềm thức là Phổ Đổng Thiên Vương tái thế, và thánh gióng đã từng đánh nhiều trận ở tại Quả Đi Cầu này rồi, chứ không phải chỉ riêng ở tại đất nước Việt chúng ta không mà thôi. Và thưa đồng bào, việc đó là sự thật chứ không phải là chuyện đùa. Và đồng bào biết rằng là thời bình thì ai cũng xưng hùng xưng bá, nhưng mà thời chiến thì đồng bào biết là trước đó là bao nhiêu những mà tướng quân này kia rồi cái đoàn quân ra đánh với giặc thì đều bị thua hết, là bởi vì những người đó là những người không có khả năng để làm việc đó chứ không có gì hết á. Và khi mà thánh gióng nhận lệnh của thượng đế để giáng lâm thời đó để làm việc thì đương nhiên là thánh gióng sẽ chu toàn công việc của mình. Và khi mà xong trận rồi, đánh xong rồi đó, dẹp giặc xong rồi đó, là thánh gióng là đi ẩn dật thôi chứ không chuyện gì hết. Tại vì nếu mà thánh gióng trở về mà trình diện vua Hùng thời đó đó, là thánh gióng sẽ giết tất cả những thằng vua quan hoặc tất cả những cái tay mà đầu cơ tích trữ, tham sân si, lười biếng ác độc đó. Tức là cái bọn lười biếng đó, thời nào cũng có đó. Tham sân si, ham quyền cố vị thời nào cũng có đó. Mà thánh gióng là kỵ nhất những thằng, những đứa đó. Tại vì thánh gióng khi mà đụng chuyện mà cần là kẻ xử tử hình tất cả những kẻ đó. Thành ra là thánh gióng đi kể như là theo người đời đó là đi tu. Đi tu giờ mình tu tại gia không phải. Đồng bào biết là Chúa Giê-xu với Phật Thích Ca giảng dạy, giảng đạo này kia cái. Các ngài đâu có ở trong chùa hay là trong nhà thờ lớn đâu, đâu có. Sau này cái bọn sau này tụi nó thành lập ra những cái mà tôi nói với đám giả dối nghe, tôi không nói với người chân chính. Nó lập toàn là chùa với nhà thờ, nó gạt ra nhiều lắm đó. Nhưng mà đa số là phải nói là những cái nơi mà trang nghiêm á, để mà hành đạo á,
là những nơi rất là đơn sơ, không phải là những nơi như bằng đồ sộ vĩ đại. Tại vì những nơi đồ sộ vĩ đại của người đời lập ra đó, trước sau gì cũng bị quỷ xâm nhập, rồi nó điều hành theo cái sự kêu bằng làm việc của ma quỷ, và chúng nó chối bỏ thượng đế lúc nào chúng nó cũng chẳng biết, bởi vì chúng nó sẽ đã và đang bị quỷ Sa Tăng bắt làm theo bọn quỷ. Thành ra đồng bào hãy cẩn trọng, thời nào cũng có. Tuy nhiên những người tu hành đàng hoàng thì có lắm mà. Có nhiều người lắm chứ không ít đâu, nhưng mà đa số là họ là những người không phải là tu hành ở nơi chùa chiền hay là ở nơi nhà thờ. Đồng bào cần biết điều đó. Cái số mà tu hành ở tại gia là đông hơn những người tu hành ở trong nhà thờ hoặc là trong chùa chiền. Phần này đồng bào từ từ sẽ hiểu, nó là tu tại gia đó. Và rồi thưa đồng bào thương mến, đến giờ phút này thì chuyện nó rõ ràng như vậy, và chúng tôi đã chụp được những hình ảnh như vậy, và đời sống tôi như vậy, tại thể xác tôi là một người thường đương nhiên, nhưng mà linh điển là linh điển, tướng nhà trời thì nó có thật, thì lúc nào cũng trong 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 sáng và sáng suốt và hùng dũng lắm. Chỉ có bản thể của người thì mệt mỏi, và đương nhiên có hồn là phải có xác, xác là một vị Phật sống của càn khôn, hồn là linh điển tướng nhà trời, phù đổng thiên vương. Vâng, vậy thôi, không được đồng bào thắc mắc gì nữa. Và thưa đồng bào, cha trời thượng đế toàn năng sẵn sàng ban tinh thần phù đổng thiên vương, tinh thần thánh giống cho tất cả mỗi người Việt Nam chúng ta để làm việc. Vì thế chúng ta đừng có so đo gì nữa, tại sao ông này ông làm việc này quan trọng, tôi làm việc này không quan trọng. Không phải vậy, việc nào không quan trọng hết, làm bằng hết khả năng tâm hồn phục vụ của chúng ta thì giá trị mỗi công việc của chúng ta dù lớn dù nhỏ dù gì đi nữa, bằng hết tâm hồn phục vụ thì giá trị mỗi công việc của chúng ta đều như nhau trước mặt Thượng Đế và trước mặt lương tâm của mọi chúng ta. Điều đó chắc chắn là như thế, sổ trời đã ghi như vậy, và chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Một người bằng có 10 đô la mà giúp cho một người nghèo 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 khó nghèo khổ hết 9 đô la, giữ cùng mình lại còn 1 đô la thì sẽ hơn một người mà có 1 triệu đô la mà giúp cho một người, cho những người nghèo khổ 100.000 đô la. Đồng bằng lý điều đó đúng không? Thì thôi đừng có so đo nữa, mà trời kêu ai nấy dạ, ngài ban cho chúng ta tinh thần thánh giống cho tất cả mỗi mỗi người Việt Nam chúng ta, chứ không phải riêng cho thánh giống chúng cháu đâu. Tôi nói vậy để cho đồng bào được biết. Vâng, thưa đồng bào thân mến, mà ngày xưa thánh giống xung trận là thánh giống đi đầu, nhưng mà sau lưng thánh giống, cùng thánh giống có rất nhiều anh hùng Việt Nam chúng ta đã đi cùng thánh giống để đánh giặc, chứ không phải là, tức là thánh giống đi là người tiên phong đi đi đầu, mà cùng thánh giống đi thì có một số người đi đầu nữa, tức là chúng ta là người xung trận. Vâng, thưa đồng bào thân mến, mà kỳ này chúng ta xung trận là chúng ta đem tình thương yêu vào chống mận thù, chúng ta đem ánh sáng vào bóng tối, chứ không phải là chúng ta chém giết gì nữa. Tại vì những cái đó nhân loại đã học hỏi đầy đủ quá rồi, không cần phải chém giết với nhau, không cần phải bắn biết với nhau, không cần phải làm điều đó. Đồng bào ơi, khổ quá, nhân loại gây ra quá nhiều tội ác, bây giờ đừng đừng có gây tội ác nữa, làm ơn giùm. Một lần nữa đồng bào làm bổn phận của mình, những ai mà chưa đóng góp ngân sách thì hãy làm đi, thỉnh CD nhạc, thỉnh đến những hình ảnh mà tôi đã trình bày. Một năm đóng góp 100 đô la, mỗi gia đình đóng góp 100 đô la, nếu mà đóng nhiều hơn được càng tốt, không gì hết. Còn người nào nghèo quá hay hoặc túng thiếu quá thì ráng 5-10 đồng vậy đó càng tốt. Còn thật sự nếu quá nghèo thì khỏi cần đóng luôn, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà những ai có mà trốn trách nhiệm mà sau này có gì sẽ mất hết, tôi nói cho biết trước để sau này đừng có trách móc, trách móc tại sao đánh giống ở chỗ tôi biết cái đó, cái tôi đã nói nhiều lần rồi. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, thì để coi còn câu hỏi gì nữa thì tôi trả lời luôn ngày hôm nay.
Vâng, thưa đồng bào thân mến, cho tôi uống một hớp nước nha.